Ivankov xém trở thành rồng xanh, những nhân vật bỏ lỡ trái ác quỷ đáng tiếc nhất. Nhắc đến rồng xanh, hẳn anh em đều ngay lập tức nghĩ đến dáng vẻ oai vệ, sức mạnh khủng bố và lớp da dày hơn sắt thép của Kaido đúng không nào? Có thể nói hình tượng con rồng ác ôn nông thôn ấy đã trở thành nỗi ám ảnh không những cho người dân Wano mà còn cho rất nhiều thanh niên ở trong giới hải tặc. Nhưng mà sẽ ra sao nếu như mà mình nói rằng ấy, trước Kaido có một kẻ từng xém ăn được UOUO, và nếu không bị ngăn cản, có lẽ thứ hiện tại chúng ta đã thấy là một con rồng Okama BD với tuyệt kỹ rồng chớp mắt Wing Wing rồi. Và ngoài nhân vật vừa kể bên trên ra, trong thế giới hải tặc còn rất nhiều gương mặt nhọ nô khác. Trái ác quỷ đến mồm rồi mà vẫn để vụt mất. Nghe thôi là đã thấy đau đớn hơn bù đá rồi. Vậy cụ thể đó là những ai? Hôm nay mời anh em hãy cùng xăm soi đi tìm hiểu nha. Ấn một like và get go ngay thôi nào. Ivankov, đầu tiên đương nhiên là nhân vật đang cực hot trong vài ngày trở lại đây, nữ hoàng Okama Ivankov. Nhờ vào tài năng của Kaito Kid phiên bản nữ Ginny, Ivankov đã biết được trung tâm hòn đảo God Valley đang chứa những trái ác quỷ bá đạo được dùng làm phần thưởng cho Thiên Long Nhân. Trong số ấy có hai năng lực sẽ sử dụng trong việc trốn thoát, đó là UOUO và Nikyu. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, Ivan rủ theo Kuma cùng xông pha vào chiến trường để lút đồ. Lợi dụng tình hình rối loạn do băng Rock và băng Roger gây ra, họ đã thành công lẻn vào trung tâm và tìm được hai trái ác quỷ như mong muốn. Ivankov với tính cách tếu táo của mình lập tức cầm ngay một trong hai lên để chuẩn bị cho vào mồm, chẳng biết đó là năng lực gì. Không rõ là ông bà độ hay là do hàng ngày ăn ở tốt mà trái ác quỷ được Ivan chọn bừa ấy thì đó chính xác là UOUO no Mi, năng lực mạnh nhất trong số các phần thưởng. Tuy nhiên đời thì không như là mơ, miếng ăn dâng đến tận mồm rồi vẫn có thể bị cướp mất. Cụ thể thì khi Ivan vừa được đưa lên miệng định ăn trái ác quỷ bí ẩn ấy, Big Mom đã từ đâu xông vào tặng cho ông một đấm đau điếng người rồi cướp đi mất trái thanh long. Ở đây là trái ác quỷ model thanh long, chứ cũng không phải là trái thanh long bán ngoài chợ đâu anh em nhá. Nghĩ thì lại thấy buồn cho chùm BD mà. Chỉ cần một cú cắn nữa thôi, ông đã có thể trở thành rồng bay lượn khắp đại hải trình với sức mạnh vượt trên vạn người rồi. Tuy nhiên xét theo một hướng tích cực hơn thì năng lực UOUO hoàn toàn không phù hợp với Ivan. Nhờ vào việc Big Mom cướp mất nên sau này ông mới có cơ duyên sở hữu Horu Horu, năng lực đã giúp Ivankov thực hiện ước mơ được sống dưới hình hài phụ nữ đấy. Bên lề một tí thì sau khi cướp được trái này từ tay Ivan, Big Mom vì đã sở hữu Soru Soru nên cũng không thể nào tiếp tục ăn thêm UOUO được nữa. Bà buộc phải cho thằng em trai mưa là Kaido, và từ đó thì khiến Tứ Hoàng Bách Thú nợ một món nợ cả đời. Vậy đố anh em, tại sao khi ấy Big Mom không mang về cho những đứa con tại đảo bánh ăn? Hãy cùng comment ý kiến bên dưới nhé. Jad, với tư cách là băng tặc mạnh mẽ nhất đại hải trình thời điểm 2 năm trước, dâu trắng cùng với những đứa con đánh khắp nơi không địch thủ và thu về được vô số chiến lợi phẩm. Nhưng mà trong tất cả các chiến lợi phẩm ấy, trái ác quỷ Yami Yami no Mi có thể được xem là giá trị nhất từ trước đến nay. Nhìn vào hình dáng bên ngoài của nó thì không ai đoán ra được đây là trái ác quỷ mạnh nhất của hệ Logia, nên cũng không hề đề phòng quá nghiêm ngặt. Cuối cùng, nó lại được giao cho Jad bảo quản. Có vẻ như trái ác quỷ này đã được chính Jad mang về từ một trận chiến nào đó nên bố già thì mới giao cho anh. Khi ấy, thanh niên đầu bếp này chỉ cần cắn một phát thôi là anh đã sở hữu năng lực bá đạo này, cũng như ngăn cản luôn một phản diện như dâu đen xuất hiện rồi. Rất tiếc, Jad dù giữ nó trong nhiều ngày nhưng anh lại không ăn, cái kết đã bị Tít cướp đi mất. Nói đến đây hẳn nhiều anh em sẽ nghĩ rằng bố già chỉ giao cho bảo quản nên Jad thì không dám ăn. Nhưng mình xin nhắc lại rằng đó tỷ lệ rất cao là chiến lợi phẩm của Jad. Việc dâu trắng giao nó cho anh giữ thay vì mang vào kho thì chính là muốn đích thân anh lựa chọn là có đánh cược vào canh bạc trái ác quỷ hay không. Bởi lẽ nếu đó là năng lực cùi mía thì khác nào Jad lại tự phế đi khả năng bơi lội của mình đâu. Vậy nếu anh em rơi vào trường hợp ấy thì sao? Liệu mọi người có chấp nhận đánh cược vào việc ăn một trái ác quỷ chưa rõ năng lực hay không? Ấn một like nếu câu trả lời là có nhé. Doflamingo ngay từ nhỏ đã sở hữu trái Ito Itonumi.
các thành viên cấp cao khác trong băng cũng đều có cho mình một năng lực. Vậy đố anh em, tại sao mình lại nói Doflamingo đã bỏ lỡ một năng lực trái ác quỷ bá đạo vô cùng đáng tiếc? Đúng rồi, năng lực Xăm Soi đang muốn nhắc đến đó chính là Uo Uonomi, hàng Made in China, được tạo ra bởi Vegapunk đấy. Ban đầu ông đã nghiên cứu trên cơ thể Kaido suốt vài tháng trời và đã thành công tạo ra một trái ác quỷ y hệt thứ mà Tứ Hoàng Bách Thú sở hữu. Tuy nhiên sau đó thì Punk lại báo cáo với chính phủ rằng trái ác quỷ bản copy ấy đã bị lỗi, rồi thứ ấy nó cũng bị vứt xó ở Punk Hazard. Điều đáng nói là thật ra Uo Uo V2 này cũng chẳng bị lỗi gì cả về mặt sức mạnh cả anh em ạ. Chẳng qua là nó sẽ biến chủ sở hữu thành một con rồng màu hồng thay vì màu xanh. Trông hơi bê đê xíu nhưng mà vẫn bá đạo mà, đúng không nào? Mấy anh em bị OCD có mà gọi Punk bằng sư phụ luôn. Mọi việc chưa dừng lại ở đó đâu. Hàng chục năm sau này trái ác quỷ ấy thì vẫn được trưng bày ở Punk Hazard mà cũng không một hải tặc nào thèm để ý tới. Đặc biệt nhất Doflamingo vì hắn được xem là kẻ nắm quyền kiểm soát hòn đảo Punk Hazard kể từ sau khi mà Akainu và Aokiji đấm nhau 10 ngày 10 đêm. Nếu chịu quan sát kỹ thêm một chút nhé, suy luận sắc sảo thêm một xíu, Joker hoàn toàn có thể ra lệnh cho thuộc hạ nghiên cứu. Với kiến thức của hắn thì chắc chắn sẽ nhận ra năng lực này cũng chẳng có lỗi gì cả. Khi ấy gia tộc Don Quixote sẽ có một cơ hội ngàn vàng với việc sở hữu trái Uo Uo. Nếu muốn nịnh bợ Kaido, Luffy có thể mang nó đến đảo quỷ và thứ ấy chúng ta sẽ có tận hai con rồng ở trong Ác Wano. Nếu muốn tăng sức mạnh cho mình, Joker có thể lựa chọn một trong những thuộc hạ thân tín nào đó và tặng năng lực này cho họ. Đơn cử như là Virgo, Derringer, vân vân và mây mây. Nói chung dù là một kẻ gian xảo và thông minh nhưng mà Joker lại bỏ mất món quà free từ chính phủ thế giới để giờ đây nó được ăn bởi Monosuke. Trong tù mà nghe được tin này chắc là hắn cay 10 ngày 10 đêm hơn là bị NTR luôn đấy. Dâu đen, sau khi mà chiêu mộ cho mình một băng tặc hùng mạnh, con đường duy nhất mà Tít lựa chọn để trở thành top 1 server đó là đi thu thập các trái ác quỷ bá đạo từ khắp nơi ở trên thế giới. Cộng kèm với khả năng cướp trái ác quỷ từ người khác thì đây cũng chẳng khác nào là một băng hải tặc có quyền lựa chọn năng lực cho chính bản thân mình. Vì thế nên đa số các chỉ huy đều đã có một năng lực phù hợp sau time skip như là CDU có trái tàng hình này, Berserk có trái cơ bắp, Van Auger có trái tốc biến, vân vân. Nhưng mà trong hành trình săn năng lực ấy, dâu đen đã bỏ lỡ một vài lần vô cùng đáng tiếc nhá. À mà cũng chỉ đáng tiếc cho fan của Tít thôi, chứ là niềm vui cho fan của những nhân vật khác là anh em. Đầu tiên, đó là năng lực bí ẩn của Bonney. Dù chưa biết gọi tên nhưng mà chúng ta cũng biết rằng đây là trái ác quỷ có thể điều khiển tuổi thọ của con người, giúp một ông lão hồi xuân như thời 18, thậm chí còn có thể vô hiệu hóa bất kỳ một nhân vật nào nếu như mà chạm lên cơ thể của họ. Thế mà sau khi bắt được Bonney, dâu đen thay vì cướp trái ác quỷ của cô thì hắn lại chọn là trao đổi với hải quân để lấy tàu chiến và cái kết bị Akainu rượt chạy cho rớt quần. Lần thứ hai bỏ lỡ đó là trái Mera Mera. Cụ thể thì hắn đã từng bắt được A nhưng khi ấy phải trao anh cho hải quân để đổi lấy chức vị thất vũ hải. Dù rất tiếc trái Mera nhưng buộc lòng dâu đen không còn cách nào khác. Hai năm sau, Mera Mera chẳng biết bằng cách nào đã xuất hiện trong tay của Doflamingo và được hắn trao thưởng cho nhà vô địch tại đại hí trường. Dâu đen rõ ràng rất muốn sở hữu nên đã phái Berserk đến để tranh cướp. Điều đáng buồn là tại đại hí trường ấy có sự xuất hiện bất ngờ của tổng tham mưu quân cách mạng Safanbo, chứ nếu không thì tỷ lệ rất cao Berserk đã cướp được năng lực này rồi anh em ạ. Và lần bỏ lỡ thứ ba là gần đây nhất rồi, cũng là một năng lực đáng giá nhất không gì khác ngoài OP Openomi. Sau khi phục kích đường ra khơi của băng trái tim và thành công đánh bại được anh luột, Tít và các chỉ huy của hắn vốn dĩ thì đã có thể cướp trái OP một cách dễ dàng, nhưng vì cái thói kiêu ngạo mất cảnh giác nên đã bị Pepo lật kèo và cứu lo đi mất. Cảm giác này anh em nào mà có chơi liên minh hoặc liên quân sẽ hiểu nhá. Kiểu sắp thắng tới nơi rồi nhưng bạn thì cứ đứng nhảy xong rồi bị đối thủ lật kèo và thua sấp mặt đấy. Cài võ các bạn ạ. Figaland, Galing. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay cũng là một nhân vật liên quan trực tiếp đến sự kiện God Valley, thủ lĩnh thánh hiệp sĩ Figaland, Galing. Như anh em đã biết thì tại biến cố 38 năm trước ấy, chính phủ đã dùng danh nghĩa mở một cuộc thi để nhằm chiếm đoạt thung lũng chúa. Chúng mang đến rất nhiều các trái ác quỷ bá đạo để làm phần thưởng cho những thiên long nhân đạt được thứ hạng cao trong cuộc săn biến thái này. Với trình độ kiếm thuật và sức mạnh thượng thừa,
Kha Linh đã và sẽ dễ dàng trở thành người dẫn đầu, đồng nghĩa với việc hắn có thể tự chọn một trái ác quỷ cho riêng mình. Nhưng mà đen đủi thay, sự tấn công của băng Rock và băng Roger vào God Valley đã khiến cuộc săn bị gián đoạn hoàn toàn. Ngoài UO bị Big Bum cướp và Nikyu ở trong bụng Kuma, thì mình khá chắc là toàn bộ những trái ác quỷ khác cũng đã rơi vào những tay hải tặc hoặc là thất lạc ở trong tay hải quân rồi. Và đương nhiên là Kha Linh dù có dẫn đầu thì cũng chẳng có lợi ích gì cả. Nguyên nhân chính cho khẳng định bên trên chính là khung cảnh băng Roger chất đầy hàng chục, hàng trăm dương kho báu lên tàu của mình sau trận chiến God Valley. Điều đó cho chúng ta thấy rằng sau khi mà hỗn loạn xảy ra thì thánh hiệp sĩ đều lo chiến đấu, đám thi long nhân còn lại đương nhiên là chui rúc để cố bảo toàn mạng sống và cũng chẳng ai quan tâm đến trái ác quỷ hay là kho báu nữa rồi. Đến cả chiếc dương chứa xanh tóc đỏ mà còn rơi vào tay Roger thì dăm ba trái ác quỷ là gì đúng không nào? Thắc mắc duy nhất hiện tại là không biết sau khi mà cướp được trái ác quỷ thì băng Roger đã mang nó đi đâu. Ăn thì chắc chắn là không ăn rồi, tỷ lệ cao là đang cất giữ ở một hòn đảo nào đó anh em ạ. Chứ nếu là mang đi bán thì nó lại quá là thực dụng rồi. Và trên tất cả dù Doflamingo cũng từng để tuột tay khỏi trái OPOP một cách đầy bất ngờ, nhưng mình sẽ không cho sự kiện ấy vào video ngày hôm nay nhé. Đơn giản vì nó được đánh đổi bằng mạng sống và tình yêu thương mà Corazon đã dành cho Lo. Không có gì là đáng tiếc ở đây cả anh em ạ. Và rồi, video ngày hôm nay của Sam Soi cũng đã kết thúc đây rồi. Nếu anh em thấy hay ho, thú vị, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh để bắp thêm tinh thần cho thuyền trưởng nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với góc bình luận ngay thôi nào. Đầu tiên là một bạn giấu tên. Hồi trẻ cũng khoảng 30 đến 50 tuổi, thấy Big Mom cũng tỉnh táo hơn nhiều, Roger còn ngán bả nữa. Chuẩn rồi đấy bạn ạ. Vào khoảng thời gian còn trong băng Rock, Big Mom không chỉ tỉnh táo mà còn rất xảo quyệt và thông minh nữa. Chẳng hiểu sao càng già lại càng trở nên mất kiểm soát. Chắc là tác dụng phụ của việc đẻ nhiều rồi. Bạn Nguyễn Văn Tài, cho em hỏi Đô Phi với Sanji ở thời điểm hiện tại ai mạnh hơn? Từ sau Aquano thì Sanji chắc chắn là mạnh hơn Doflamingo rồi bạn ạ. Bây giờ có đứng cho Đô Phi đánh cả ngày có khi cũng chẳng sao luôn. Bạn Tài 8309, sao mọi người cứ xem thường Buggy thế nhỉ? Thật ra là do Oda cố tình khiến Buggy bị fan One Piece xem thường bạn ạ. Vừa nhát chết, vừa yếu, lại còn thường xuyên bị ăn hành nữa chứ. Giờ chỉ chờ trong tương lai xem là liệu chú hề có pha lật mặt 48 nào hay không mà thôi nhá. Và rồi, vậy anh em có muốn lên TV như ba bạn may mắn bên trên hay không nào? Nếu có đừng quên để lại câu hỏi hoặc ý kiến bên dưới phần comment để mình có thể bế anh em lên TV nhá. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các thuyền viên ở những clip tiếp theo.